Việt Nam Cộng Hòa dọn dẹp tiểu quốc Hoa Kiều gọn gàng, còn miền Bắc làm thế nào từ năm 1954 đến năm 1978? Trong giai đoạn khó khăn của đất nước, một bộ phận lớn người Hoa sống tại Việt Nam chọn cách thỏa hiệp với thực dân để đổi lại sự bảo kê từ họ. Tuy nhiên, sau Hiệp định Geneva năm 1954, người Hoa tại Việt Nam mất điểm tựa chính trị của chính quyền thu địa Pháp. Với chính quyền mới tại miền Nam, hơn 800.000 người Hoa lo âu chờ đợi một sự thay đổi thuận lợi cho công việc kinh doanh của họ đã có từ trước. Nhưng đáng buồn cho cộng đồng người Hoa là dưới sự cai trị của Việt Nam Cộng Hòa, họ lại tỏ ra không mấy mặn mà với những kẻ ngoại lai ăn nhờ đậu này. Chính vì thế mà dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, người Hoa liên tiếp bị đàn áp, trở thành cái đích của sự công kích. Đất Giao Chỉ xưa từng có lúc thuộc Tàu, nên đã ngàn năm nay, việc người Tàu sang đây sinh sống là chuyện thường tình. Trước đó, thi thoảng cũng có những nhóm người Hoa di dân tới đây vì sự thay chiều đổi đại. Nhưng di dân Tàu ồ ạt thành đoàn thành lũ xuống phương Nam là bắt đầu từ giữa thế kỷ 17. Họ là những kẻ bất phục Mãn Thanh, tìm sang Nam để gìn giữ nề nếp phong tục người Hán. Họ tập hợp nhau lập thành làng, gọi là làng Minh Hương, làng của người Minh. Để phân biệt, ta hiểu người Minh Hương là những di dân chính trị từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20. Ta có những Hoa Kiều, đó là những di dân kinh tế. Lưu lạc đến bất cứ đâu, việc họ bắt tay thực hiện đầu tiên là lập hội quán để tập hợp thành cộng đồng tương trợ nhau. Kế đó là xây dựng trường học để bảo tồn chữ Hán. Thời Hậu Lê, người Tàu đã được hưởng quy chế ngoại Kiều. Người Việt vốn xem thường việc kinh thương lại thường xảy ra nội chiến, nên ngay từ Trịnh Nguyễn phân tranh, người Tàu đã nắm trọn độc quyền khai thác khoáng sản, buôn bán gạo muối và kinh doanh vận tải. Giang Sơn Đại Việt chia đôi chẳng ngăn được người Tàu ở hai đàng trong và ngoài hiệp lực với nhau, chi phối và thao túng toàn bộ kinh tế Đại Việt. Người Tàu chi thú làm ăn, cung cấp lương thực và hàng hóa cho hai phe đồng chủng tiên rồng đánh giết nhau, và họ trở nên giàu có, một phần do cái tật của người Việt. Sau này, sự giàu có của người Tàu được nhà Tây Sơn ghét mắt xanh và đưa vào diện quan tâm đặc biệt. Những cuộc chém giết để cướp của người Tàu được nhà Tây Sơn tổ chức quy mô, san bằng Cù Lao phố Đồng Nai, hủy diệt Mỹ Tho, tàn sát Chợ Lớn. Người Tàu bị đẩy vào thế phải đau lưng cùng Nguyễn Ánh để chung sức tiêu diệt nhà Tây Sơn. Chính vì thế, khi lên ngôi, vua Gia Long đã dành cho Hoa Kiều những đặc ân lớn, nhẹ thuế khóa, miễn lao dịch và không phải đóng thuế thân. Vua lại cho phép họ thành lập 7 đại bang theo phương ngữ, được quyền tự trị là Phúc Kiến, Phúc Châu, Triều Châu, Quảng Châu, Quế Châu, Lôi Châu và Hải Nam. Từ sau đời Minh Mạng, tuy cũng có lúc Hoa Kiều bị siết chặt, ngăn ngừa họ phóng túng vô cương, nhưng Hoa Kiều vẫn luôn là cộng đồng được ưu ái nhất ở Việt Nam. Đến khi người Pháp vào cai trị, những quy chế ưu đãi của Nguyễn Triều dành cho Hoa Kiều được duy trì hầu như không đổi. Thế lực Hoa Kiều cứ thế ngày một lớn mạnh. Kể từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam chia thành hai miền Nam Bắc, thì tình hình làm ăn của Hoa Kiều không còn hanh thông như trước. Trước đó, ngoài Bắc dưới chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, các bang hội Tàu đã bị giải tán, trường dạy chữ Tàu bị đóng cửa. Không giữ được văn tự và bang hội, người Tàu đất Bắc nhanh chóng bị đồng hóa với dân bản địa, không thể phân biệt được họ với người Việt bình thường nữa. Trong Nam, chính quyền không muốn mạnh tay nên đã phải chật vật hơn rất nhiều trong việc đưa cộng đồng Hoa Kiều hòa nhập vào khối đoàn kết toàn dân, đồng thời vẫn để họ giữ gìn bản sắc cũng như phát huy sở trường kinh thương. Hoa Kiều đã được hưởng lợi lộc khổng lồ ở Việt Nam nhưng lại không phải thực thi nghĩa vụ gì với quốc gia. Quy chế ngoại Kiều ở trong Nam đã giúp họ không phải đóng thuế kinh doanh. Thể chế bang hội tự trị khiến họ trở thành những tiểu quốc gia trong một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Không chịu sự tài phán của tòa án Việt Nam, chẳng cần sự bảo vệ và giúp đỡ của cảnh sát, tự họ giải quyết với nhau theo phán quyết của các bang trưởng. Sự khép kín của cộng đồng người Hoa Kiều là hành vi ích kỷ và bội bạc với đất nước đã cưu mang mình. Để kiến thiết kinh tế cũng như tập hợp được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, việc đưa Hoa Kiều hội nhập là vấn đề quan trọng hàng đầu. Chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm năm 1954 không công nhận những đặc quyền mà người Pháp đã dành cho người Hoa sinh sống tại miền Nam. Trong những năm đầu, sau khi tạm giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự trong nước, chính phủ Ngô Đình Diệm đặt trọng tâm vào việc giải quyết những vấn đề về an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Ngoài việc hội nhập số người di cư từ miền Bắc, hơn 800.000 người, chính phủ kêu gọi người Việt và những cộng đồng chủng tộc lớn như người Hoa, người Khmer và các sắc tộc Thượng Tây Nguyên tiếp tay với chính quyền mới tham gia xây dựng đất nước. Hội nhập người Hoa được xem là vấn đề khó nhất. Do có mặt từ lâu và chịu khó làm việc, người gốc Hoa đã xây dựng xong hạ tầng cơ sở và đã nắm giữ những khâu thương mại quan trọng trong nền kinh tế miền Nam. Trước đó, người Hoa được chính quyền thuộc địa Pháp cho hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi
nên luôn tìm cách bảo vệ những đặc quyền đặc lợi đó. Trong những ngày đầu của chế độ, người Hoa tỏ ra sẵn sàng hỗ trợ chính quyền mới với hy vọng được giữ những đặc quyền đã có từ trước. Nhưng tình trạng này không kéo dài được lâu. Năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm muốn người gốc Hoa giữ một vai trò tích cực hơn trong nền kinh tế quốc gia. Qua nhiều lần trao đổi, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa giải thích rất rõ nhu cầu phát triển đất nước. Người Hoa ngoài khả năng thương mại cần phải phụ giúp chính quyền nhiều hơn trong việc phát triển kỹ nghệ vì là thành phần có nhiều khả năng nhất về vốn. Kỹ nghệ trước đây thuộc đặc quyền của người Pháp, người Hoa chỉ được tham gia một cách hạn chế trong công nghiệp nhẹ. Tuy chỉ được tham gia hạn chế, người Hoa vẫn hơn người Việt về khả năng lẫn kinh nghiệm. Doanh nhân Việt Nam hoàn toàn vắng mặt dưới thời Pháp thuộc. Để tránh tình trạng lệ thuộc vào ngoại bang, chính phủ Ngô Đình Diệm muốn tất cả những hoạt động kinh tế phải do người Việt chủ động làm lấy. Muốn được vậy, chính phủ định nghĩa thế nào là người Việt. Dụ số 10 ngày 7 tháng 12 năm 1955 quy định tất cả những ai được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam đều là người Việt Nam. Với định nghĩa này, tất cả những trẻ em gốc Hoa, kể cả con cái của Hoa Kiều đều là người Việt Nam. Chủ ý của Thủ tướng Ngô Đình Diệm là muốn người Hoa sinh sống tại Việt Nam phải chia sẻ một phần trách nhiệm dân sự như bao công dân khác trong một đất nước vừa mới có độc lập. Nhưng người Hoa chưa sẵn sàng hợp tác. Thứ nhất là họ không muốn mang quốc tịch Việt Nam. Thứ hai, họ đa số là thương gia hơn là kỹ nghệ gia nên không nhìn thấy tầm quan trọng nhu cầu phát triển kỹ nghệ. Một lĩnh vực mà họ chưa có nhiều kinh nghiệm, đã tỏ ra thờ ơ, không mấy nhiệt tâm. Một số người Hoa lý luận rằng Việt Nam Cộng Hòa và Trung Hoa Dân Quốc chưa có ký kết hay thỏa thuận gì về quốc tịch của những người Hoa sinh sống tại miền Nam. Hơn nữa, Đài Loan là một quốc gia chống cộng mà chế độ miền Nam cần học hỏi kinh nghiệm và Hoa Kiều đang nắm giữ một số khâu kinh tế quan trọng tại miền Nam. Chính phủ mới rất cần sự hợp tác của Đài Loan, do đó sẽ không dám thi hành luật quốc tịch và sẽ phải nhượng bộ nếu muốn được giúp đỡ để phát triển kinh tế. Đối với Thủ tướng Diệm, đây là một thái độ bội bạc. Ông cho rằng người Hoa muốn làm loạn và cố tình không muốn hiểu nền kinh tế non nớt của Việt Nam rất cần sự hợp tác của họ. Sau khi bàn thảo với các thành phần bộ trưởng, Thủ tướng Ngô Đình Diệm quyết định ban hành hai đạo dụ về sự hội nhập của người Hoa vào xã hội miền Nam. Dụ số 52 được ban hành vào ngày 29 tháng 8 năm 1956. Dụ số 53 ngày 6 tháng 9 năm 1956. Cả hai sẽ chính thức áp dụng ngày 25 tháng 10 năm 1956. Dụ số 52 quy định Hoa Kiều sinh sống tại miền Nam phải mang quốc tịch Việt. Khi có quốc tịch, họ được tự do giao dịch, đi lại và buôn bán. Người Hoa phải Việt hóa tên họ như Trịnh, Quách, Mạnh, Lâm, Giang, Diệp, Lưu, Vương, Hà, Hứa, Mã, Lý, Trần, Trương, vân vân và vân vân, và không được xưng các tên ngoại quốc hay tên gọi riêng như chú, a, chế, kể cả bí danh trong những văn kiện chính thức. Tên hiệu các cơ sở thương mại, văn hóa phải viết bằng Việt ngữ. Dụ số 53 cấm người ngoại quốc không được hành 11 nghề: buôn bán cá thịt, chạp phô, than củi, nhiên liệu, tơ sợi, trung gian mua bán, kim loại, lương thực, chuyên trở, xay gạo và dịch vụ. Đạo dụ này chỉ đặc biệt nhắm vào thành phần chủ nhân, thương gia người Hoa. Thành phần kỹ nghệ gia và người Hoa hành nghề tự do, lai Việt hay có vợ Việt không nằm trong diện chế tài này, được bài miễn và có thể tiếp tục kinh doanh dưới tên vợ, tên bạn hữu là người Việt với điều kiện phải hợp thức hóa bằng một văn kiện hộ tịch chính thức. Ngày 26 tháng 9 năm 1956, văn kiện số BKT-NC-4318 của Bộ Kinh tế quy định những biện pháp cụ thể để thi hành dụ 53. Qua hai đạo dụ này, Thủ tướng Ngô Đình Diệm muốn người Hoa sinh sống tại Việt Nam, hội nhập hoàn toàn vào đời sống xã hội Việt Nam như mọi công dân khác. Ông cho rằng người Hoa không có lý do gì sống bên lề một xã hội mà trong đó họ vui hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, tự do cư trú, tự do đi lại. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất cần sự tham gia của tất cả công dân để góp phần xây dựng lại một đất nước vừa mới có độc lập lại vừa chống cộng. Đây là một công tác lớn lao, đòi hỏi sự góp sức của toàn dân, trong đó có cộng đồng người Hoa. Chính quyền miền Nam không muốn bị cộng đồng người Hoa và Đài Loan làm áp lực đã không nhượng bộ. Thủ tướng Ngô Đình Diệm muốn áp đặt uy quyền và luật pháp của quốc gia trên toàn thể những cộng đồng dân tộc đang sống trên lãnh thổ miền Nam. Trong khi đó, tại Campuchia, một quốc gia lân bang cũng vừa mới có độc lập, người Hoa sinh sống tại đây đã rầm rộ xin nhập tịch, nhiều đến nỗi chính phủ của Hoàng thân Sihanouk phải ban hành nhiều biện pháp hạn chế sự nhập tịch. Ngày 24 tháng 10 năm 1956, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng thống. Chương trình Việt hóa sinh hoạt kinh tế vẫn tiếp tục. Ngày 28 tháng 11 năm 1956, ông Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ trưởng Quốc gia đặc trách kinh tế, mời họp tất cả những đại diện nghề nghiệp người Hoa của Văn phòng Thương mại Chợ Lớn để nói rõ chính sách quốc tịch của chính phủ. Mặc dù rất cần sự hợp tác của họ,
ông Nguyễn Ngọc Thơ đã đưa ra lời cảnh cáo. Những người ngoại quốc nào còn muốn tiếp tục hoạt động kinh thương, vấn đề chính yếu là phải giải quyết cho xong vấn đề quốc tịch. Đừng nghĩ rằng chính phủ sẽ không có biện pháp đối với những ai không muốn tiếp tục hành nghề và chịu thất nghiệp. Giải pháp đã có sẵn, nó nằm trong tầm tay của mỗi quý vị và các quý vị hãy tự quyết định lấy. Thật ra tại Việt Nam, người Hoa kịch liệt phản đối chính sách hội nhập này vì chưa được chuẩn bị tinh thần để sống dưới sự quản trị của người Việt. Họ cho rằng hai đạo dụ vừa nói trên có nội dung bài Hoa và không cho họ quyền chấp nhận hay không chấp nhận luật quốc tịch. Tòa Tổng lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc tại Sài Gòn can thiệp để xét lại việc ban hành đạo dụ 52 và 53. Người Hoa và Đài Loan tin rằng chính quyền Việt Nam đang bận tâm chống cộng, cần tranh thủ sự ủng hộ của thế giới tự do sẽ nhượng bộ. Tổng thống Ngô Đình Diệm bác bỏ lời yêu cầu này và quan hệ giữa hai nước bị đình trệ. Tại các tỉnh, chính quyền địa phương triệt để thi hành dụ 52 về chính sách quốc tịch và dụ 53 về việc kinh doanh của ngoại kiều. Tại Biên Hòa, lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh của thương gia Hoa Kiều được áp dụng trước ngày 6 tháng 9 năm 1956, một ngày rưỡi, nhưng họ vẫn được quyền giữ hàng tồn kho. Các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Rạch Giá, thương gia Hoa Kiều có một tuần để sang nhượng cơ sở cho người Việt. Doanh nhân Hoa Kiều tại các tỉnh Khánh Hòa, Sa Đéc và Long Khánh có thời gian 11 ngày để giải tỏa kho tàng hay sang nhượng cho người Việt. Thủ dầu một gắt gao hơn, 25 người bán thịt phải dẹp cửa hàng trong vòng 24 giờ. 13 tiệm vải, 9 tiệm tạp hóa mà chủ nhân là người Hoa phải giải tỏa sau 72 giờ. 20 chủ tiệm Hoa Kiều khác phải đổi nghề sau 18 ngày. Thành phố Mỹ Tho đóng cửa hơn 300 xí nghiệp. Những tiệm tạp hóa do Hoa Kiều sở hữu phải tìm cho ra người thay thế trong vòng 1 tháng. Vân vân và vân vân. Theo báo cáo của Phòng Thương mại Chợ Lớn, trong tháng 10 năm 1956, có tất cả 976 tiệm của người Hoa tại Sài Gòn, Chợ Lớn có đăng ký bị đóng cửa. 2.860 người mất việc, kẹt vốn hơn 44 triệu đồng. Năm 1957, cảnh sát tại Sài Gòn bắt giữ nhiều người Hoa, tịch thu thẻ căn cước Đài Loan và tự động cấp cho họ thẻ căn cước Việt Nam, bất kể ý muốn của họ. Nhiều địa phương khác cũng có hành động tương tự. Cửa hàng của Hoa Kiều kinh doanh 11 ngành nghề nói trên phải gấp rút chuyển tên người sở hữu để đứng tên thay thế. Tờ Tin Điện, ngày 1 tháng 3 năm 1957 đăng tin. Tại Cần Thơ, kể từ ngày 8 tháng 3 năm 1957, chính quyền sẽ phạt vạ từ 200 đến 2.000 đồng, tương đương với 6 đến 60 đô la Mỹ thời đó, cho những người Hoa nào không có quốc tịch Việt Nam. Kinh tế miền Nam trong tháng 7 và tháng 8 năm 1957 bị ngừng trệ, hầu như tê liệt. Người tàu ồ ạt rút hết tiền ký thác trong các ngân hàng. Tổng số tiền rút ra từ tháng 11 năm 1956 đến tháng 7 năm 1957 là từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng, tương đương 1/6 lượng tiền mặt đang lưu hành trên toàn quốc. Đồng bạc Việt Nam tại thị trường chứng khoán Hồng Kông liên tiếp bị mất giá từ 35 đồng trên 1 đô la Mỹ năm 1956 tăng lên 90 đồng năm 1957 và 105 đồng trên thị trường chợ đen. Ngày 19 tháng 7 năm 1957, ông Nguyễn Văn Vàng, giám đốc nhà cảnh sát Sài Gòn Chợ Lớn, triệu tập 150 thương gia lớn gốc Hoa và cho biết họ chỉ có thể mở lại các cơ sở làm ăn khi nào có quốc tịch Việt hoặc chịu nhượng cho vợ con là người Việt đứng tên. Nếu từ chối, họ có thể bị trục xuất về Đài Loan. Một số đã tuân hành, một số khác nại cớ không đủ vốn để mở cửa tiệm và không làm gì cả. Thời hạn chót để xin vào quốc tịch liên tiếp bị dời lại. Ban đầu là ngày 22 tháng 3 và rồi ngày 21 tháng 6 và sau cùng là ngày 10 tháng 8 năm 1957. Tất cả người minh hương trong thời gian này đều có quốc tịch Việt Nam. Về phía Hoa Kiều chỉ có từ 80 đến 100.000 người xin gia nhập quốc tịch. Theo số liệu của nhà thống kê Sài Gòn, trong năm 1955 có 620.858 người Hoa trên toàn lãnh thổ. Thống kê của Đài Loan ghi nhận có 800.200 người Hoa sinh sống tại miền Nam năm 1955. Năm 1958 còn 123.638 người. Tài liệu này không kể người minh hương. Con số khác biệt là 497.220 người. Trong số này có gần 235.000 người đã xin nhập tịch, những người còn lại chưa quyết định sự can thiệp của Đài Loan. Theo báo cáo của Tòa Tổng lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc tại Sài Gòn, cho đến ngày 19 tháng 7 năm 1957, đã có 52.144 người xin hồi hương. Phía Việt Nam cho biết chỉ có khoảng 3.000 người Hoa đã hoàn tất hồ sơ hồi hương. Chuyến bay hồi hương đầu tiên được thực hiện ngày 2 tháng 8 năm 1957. Những người này vẫn còn bị rắc rối vào phút chót tại phi trường vì số tiền mang theo quá nhiều. Chỉ được đem theo 400 đồng hay ngoại tệ tương đương và phải đóng 500 đồng thuế xuất cảnh. Tháng 7 và 8 năm 1957 là những tháng quyết định cho chế độ miền Nam. Toàn bộ sinh hoạt kinh tế của người Hoa bị ngưng động.
Vài ngày sau khi hai đạo dụ trên bắt đầu có hiệu lực, người Hoa ồ ạt đến các ngân hàng rút hết tiền ký thác. Tổng số tiền rút ra từ tháng 11 năm 1956 đến tháng 7 năm 1957 từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng, tương đương 1/6 lượng tiền mặt đang lưu hành trong nước. Đồng bạc Việt Nam tại thị trường chứng khoán Hồng Kông liên tiếp bị mất giá từ 35 đồng 1 đô la Mỹ vào năm 1956 tăng lên 90 đồng năm 1957 và 105 đồng trên thị trường tự do chợ đen. Thương gia buôn bán thịt và vải chống đối mạnh nhất. Những người bán thịt đóng cửa tiệm và chuyển sang làm nghề thịt nguội. Những người bán vải tích trữ vải để sau đó tuôn ra bán trên thị trường chợ đen. Hoa kiều trong vùng Đông Nam Á, nhất là Singapore và Hồng Kông, làm áp lực với chính quyền Việt Nam bằng cách tẩy chay hàng hóa xuất khẩu không do người Hoa bán. Hồng Kông từ chối mua 40.000 tấn gạo đã ký hợp đồng trước đó. Số gạo này được chở qua Singapore và cũng bị từ chối mua. Báo chí phát hành bằng tiếng Trung Hoa trong vùng liên tiếp đả kích chính sách quốc tịch cưỡng bách của miền Nam, nhất là các báo xuất bản tại Đài Loan và Hồng Kông như các tờ China News Press, Central Daily News. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp này cũng chỉ trích chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhằm tranh thủ cảm tình của người Tàu hải ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác hoa vận ở Sài Gòn Chợ Lớn, lôi kéo người Tàu theo cách mạng. Nền đệ nhất Cộng Hòa vừa mới thành lập đã gặp phải ngay cơ thử thách lớn, tình hình cực kỳ nguy hiểm, quyết định tồn vong của chế độ Cộng Hòa non trẻ. Thật ra, người Tàu cũng nhận biết sự kinh doanh miễn thuế của mình là bất lương, không gì đáng hổ thẹn bằng thụ hưởng lợi ích từ một đất nước đã cưu mang mình mà lại không phải đóng góp gì để đền đáp lại. Nhưng vấn đề họ lấy làm lo sợ nhất khi nhập tịch Việt là phải thi hành quân dịch. Đã xa rồi cái thời người Tàu liều thân xông pha xà trường đền ơn tri ngộ của các chú Nguyễn. Những thế hệ người Tàu sau này lớn lên đã trở lại bẩm tính thiên phú là kinh doanh, mưu cầu lợi nhuận. Họ không muốn phải tham gia vào trò chơi chiến tranh của người Việt. Tài sản dẫu tiêu tán vẫn có thể gây dựng lại, nhưng sinh mạng nếu lỡ mất đi thì không thể thu hồi. Giờ đây, họ bị bắt buộc phải lựa chọn giữa việc tiếp tục kinh doanh với điều kiện phải cho phép con em mình tham gia chiến tranh, tái diễn cho quốc cộng sinh tử ở Việt Nam, và một bên là phải rời bỏ mảnh đất mình đã mấy đời gắn bó này. Huống chi, Hoa Kỳ đang ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, cơ hội đầu tư đang mở rộng hơn bao giờ hết. Cuối năm ấy, hầu hết Hoa Kiều đang sinh sống ở Nam Việt Nam đều nhập tịch Việt, chỉ hơn 40.000 người hồi hương về Đài Loan. Cuối cùng, các chú đã phải hiểu ra, không thể sinh sống trên một đất nước mà không tuân thủ luật pháp của nước đó. Từ nay, máu của người Tàu đã cùng hội nhập với máu của người Việt để gìn giữ nền Cộng Hòa. Nhận thấy ảnh hưởng không thể thay thế của người Hoa trong nền kinh tế, chính phủ Ngô Đình Diệm nhượng bộ. Cuối tháng 7 năm 1957, người Hoa được quyền ghi danh cửa hàng bằng tên của bà con sinh tại Việt Nam hoặc nhập tịch Việt Nam theo thủ tục đơn giản. Hiệu trưởng các trường học chỉ cần là người Hoa sinh tại Việt Nam, tiếng Hoa được sử dụng lại trong trường học trừ các môn lịch sử, địa lý và văn học. Người Hoa cũng được đối xử mềm mỏng khi áp dụng luật thi hành quân dịch. Đến năm 1961, theo một báo cáo của Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa, hơn 1 triệu người Hoa sống ở miền Nam, chỉ còn chừng 2.000 người là không chịu đổi quốc tịch, phần lớn là những người đã già. Trong 15 năm tiếp theo, người Hoa ít khi bị động tới, tự trị, tự quản về nhiều mặt. Các khu người Hoa giống như vùng tự trị ngay trên đất nước Việt Nam. Cùng lúc chiến tranh leo thang, người Hoa đã góp phần không nhỏ vào tình trạng tham nhũng, hối lộ, trốn thuế, trốn quân dịch, gây bất ổn định chính trị trong xã hội miền Nam thời đó. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Hoa tại Việt Nam vẫn là vấn đề chưa có giải pháp dứt điểm. Thời điểm năm 1965, có khoảng 200.000 người Hoa, phần lớn sống tập trung ở quanh Sài Gòn, chia thành 5 bang, gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hẹ, hay còn gọi là Khách Gia, Hà Cá và Hải Nam. Người Hoa có kỹ năng kinh doanh tốt, có truyền thống kinh doanh, khéo lợi dụng quan hệ huyết thống, cộng vào đó là những mưu mẹo, tính thích ứng với mọi hoàn cảnh, sự nhẫn nhục và cần cù. Người Hoa đã móc nối được với tư bản quốc tế và lợi dụng guồng máy chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam để làm giàu. Có đủ căn cứ để cho rằng tổng số các nghiệp vụ tín dụng công khai hoặc ngấm ngầm của giới tư sản ngân hàng Hoa Kiều ở miền Nam trước năm 1975 là không dưới 150 tỷ đồng Sài Gòn cũ. Trong đó, khoảng 100 tỷ được dùng vào việc thu mua lúa gạo. Số tiền đó bằng 1/3 tổng số tiền lưu hành ở miền Nam thời đó. Nên rất dễ hiểu tại sao một nhóm nhỏ người Hoa giàu có thể thao túng nền kinh tế. Trong khi ở miền Bắc, Hoa Kiều không đóng vai trò đặc biệt trong nền kinh tế nhà nước quản lý tập trung, thì ở miền Nam, Hoa Kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng. Đây chính là sai lầm trong cách quản chế của Việt Nam Cộng Hòa và sự thiển cận của Ngô Đình Diệm. Phải đến năm 1989, số người gốc Hoa tại Việt Nam đã giảm từ 1,8 triệu năm 1975 xuống còn 900.000. Người gốc Hoa không còn kiểm soát nền kinh tế Việt Nam như trước nữa,
và các phong tục, ngôn ngữ gốc Hoa của họ đã mất đi phần lớn. Việt Nam là một ngoại lệ hiếm hoi so với những nước Đông Nam Á khác. Người gốc Hoa đã gần như bị đồng hóa bởi người Việt Nam, họ cũng không còn gắn kết thành một cộng đồng tự trị như trước. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Cũng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em